tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng có thể sẽ trở thành một siêu tập đoàn. Sau khi tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử ít lâu, thì tối ngày 11 tháng 11, theo giờ Hà Nội, Tổng bí thư Tô Lâm đã điện đàm với ông Trump. Nội dung cuộc trao đổi có liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ và sự hợp tác nhiều lĩnh vực khác nhau giữa hai nước. Giới quan sát đặt ra câu hỏi, Việt Nam sẽ được gì, mất gì khi ông Trump để làm Tổng thống? Đáng chú ý nhất là dự án của tập đoàn Trump Organization của con trai ông Trump đầu tư tại Hưng Yên. Đây là dự án sân golf 54 lỗ cùng với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu dân cư hiện đại trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên, là quê nhà ông Tổng bí thư Tô Lâm. Dù rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy dự án này có sự góp mặt của gia đình Tô Lâm, nhưng việc ông Tô Lâm được giới phân tích quốc tế đánh giá rằng ông Lâm là một người thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và thích hưởng thụ, do đó khó có khả năng ông Tô Lâm sẽ bỏ qua cơ hội vàng này. Trong chuyến công du Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 9 năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, người tháp tùng ông Tô Lâm trong chuyến thăm đi Mỹ, đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa đại diện của Trump Organization và tập đoàn Hưng Yên, tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc. Theo giới quan sát quốc tế, kể từ trước khi ông Tô Lâm nắm giữ quyền lực cao nhất ở Việt Nam, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đã từng chỉ đạo cho Bộ Công an tấn công liên tiếp vào các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, trong đó bao gồm các tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bộ của tỷ phú Trương Mỹ Lan, tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An, không chỉ để hạ các đối thủ chính trị mà còn vì rất nhiều mục đích khác. Tô Lâm dùng Bộ Công an để đánh vào các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu, sân sau của các đối thủ, không chỉ nhằm mục đích giành lấy lợi thế chính trị. Đây còn là sự cạnh tranh về mặt kinh tế nhằm tạo điều kiện cho tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng, là em trai của Tô Lâm, phát triển về lâu về dài. Hơn thế nữa, Tô Dũng là chủ tập đoàn Xuân Cầu Holding nổi tiếng với giá trị tài sản y tế nhiều tỷ đô la. Đây được cho là công ty gia đình bóng Tô Lâm được cho là người đứng đằng sau, đã tạo điều kiện cho công ty sân sau của gia đình mình lớn mạnh đến như hôm nay. Nguồn tin nội bộ của Thời báo mới đây tiết lộ, hiện nay Tổng bí thư Tô Lâm đang cùng phe cánh và người thân trong gia đình nỗ lực thao túng, cũng như thành lập hàng loạt các doanh nghiệp lớn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tô Lâm muốn tạo điều kiện để phát triển hệ thống kinh tế gia đình, trở thành một thế lực mạnh nhất Việt Nam trong tương lai không xa. Đến lúc đó, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chỉ là con cá kiến đứng bên cạnh con voi mang tên siêu tập đoàn Xuân Cầu Holding. Trong khi đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước do sợ quyền lực của Tô Lâm nên phải cung cúc phụng sự cho gia đình này. Theo giới thạo tin, hiện nay Tô Lâm đang cố gắng thâu tóm quyền lực trong đảng, đồng thời xây dựng thế lực Hưng Yên lớn mạnh, để qua đó công ty Xuân Cầu của em trai Tô Lâm là ông Tô Dũng cũng sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Khi các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu sụp đổ dưới bàn tay của Bộ Công an, thì Xuân Cầu Holding và các công ty mới của gia đình Tô Lâm sẽ thế chỗ và có khả năng mạnh lên nhiều hơn nữa. Với một quy trình khép kín như vậy, mới đây Tô Lâm sẽ tiếp tục đánh gục các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của thế lực khác để mà xây dựng hệ sinh thái quyền lực về chính trị cũng như kinh tế lớn mạnh nhất mang tên Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu ông Lương Cường có gãy ghế sau hơn 3 tuần nhận chức Chủ tịch nước hay không? Chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến các quốc gia Nam Mỹ của tân Chủ tịch nước Lương Cường, trên cương vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam, bà đã vướng ngay phả vào bê bối lớn. Đó là vụ việc đội trưởng đội an ninh Lại Đắc Tuấn, tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường, đã bị bắt tại Chile với cáo buộc xâm hại tình dục. Công luận đặt ra câu hỏi, như vậy Chủ tịch nước Lương Cường liệu có phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu khi thay mặt cho đoàn đại biểu Việt Nam nhưng đã để xảy ra vụ việc làm mất thể diện quốc gia nghiêm trọng như thế hay không? Căn cứ theo quy định và tiền lệ thì có khả năng chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Lương Cường bắt đầu lung lay sau khi ông Cường mới nhậm chức chưa đầy một tháng. Điều đó một lần nữa càng chứng minh chiếc ghế Chủ tịch nước của chính phủ Việt Nam đúng là một chiếc ghế xui xẻo và gai góc. Trong nhiệm kỳ đại hội 13 là 2021-2026, chỉ trong vòng có hơn 3 năm, nhà nước Việt Nam đã có 3 chủ tịch nước lần lượt phải thôi chức với các lý do khác nhau. Nếu ông Lương Cường không thể giữ được chiếc ghế chủ tịch nước một lần nữa, thì cũng ghi nhận thêm một kỷ lục mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, một chủ tịch nước có nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia ngắn nhất, chỉ vẹn vẹn chưa đầy một tháng. Ông Lương Cường cũng sẽ phá kỷ lục của người tiền nhiệm, cựu chủ tịch nước Tô Lâm trước đó ngồi ghế này hơn 5 tháng.
việc nhà nước Việt Nam tiến hành nhiều lần cho thôi chức cũng như bổ sung cho chức danh chủ tịch nước đã phản ánh một tình trạng bất ổn chính trị nghiêm trọng. Điều đó cho thấy hệ thống chính trị Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi một cuộc giai đoạn khủng hoảng kéo dài triền miên, chưa có hồi kết. Đại tướng Lương Cường là người quê ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo giới quan sát, vào tháng 5 năm 2024, ông Cường lên chức thường trực Ban Bí thư. Tháng 8 năm 2024 đã có những đồn đoán về việc tướng Lương Cường sẽ lên ghế chủ tịch nước là chiếc ghế ma ám. Khi đó, dư luận xã hội cho rằng rồi Lương Cường cũng sẽ sớm gãy ghế mà thôi. Tới tháng 9 năm 2024, cầu Phong Châu của Phú Thọ bất ngờ đứt gãy, thiệt hại nhiều nhân mạng. Chưa hết, đúng một ngày ông Lương Cường nhậm chức chủ tịch nước, thì đêm ngày hôm sau, ngôi chùa cổ Phổ Quang 800 năm tuổi ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ cũng bị thiêu rụi. Vụ cháy lớn đến mức bệ đá hoa sen là bảo vật quốc gia cũng vỡ rụng cánh. Đây là những điểm rất xấu đang vận vào chủ tịch nước Lương Cường. Lần đầu tiên, ông Lương Cường công du nước ngoài trên cương vị chủ tịch nước, nhưng đã gặp điểm xui xẻo lớn. Chắc chắn thượng tầng lãnh đạo Việt Nam sắp tới sẽ có xáo trộn. Và câu hỏi là vì sao chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió đã bắt đầu có câu trả lời. Tân chủ tịch nước Lương Cường được xem là một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, có mối quan hệ khá thân thiết với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Được biết, ông Lương Cường từng hai lần tham gia khóa học bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp cao của Đảng tại Trung Quốc. Đây là lý do công luận lo ngại về mối quan hệ với Bắc Kinh của ông Lương Cường. Liệu ông Cường có đưa quan hệ hai nước trở lại như thời kỳ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây để Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc hay không? Trong thời gian gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã vấp phải nhiều sự phản đối quyết liệt từ một bộ phận lãnh đạo cấp cao thân Trung Quốc trong Đảng. Trong đó, ông Lương Cường là một nhân vật trung tâm dẫn dắt. Có nhiều ý kiến cho rằng phải chăng việc Lại Đắc Tuấn bị bắt ở Chile vì lạm dụng tình dục là do ông Tuấn đã bị ai đó trong Đảng cố ý gài bẫy với mục đích nhằm hạ bệ chủ tịch nước Lương Cường. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Cần làm gì bước đầu giảm 30% biên chế nhằm tinh gọn bộ máy của nhà nước? Trong bối cảnh nợ công rất lớn, nhà nước với hai bộ máy đảng và chính quyền song trùng quá cầu cảnh, cộng với những tổ chức hội đoàn không cần thiết, nó đã tiêu tốn chi phí quá lớn. Một trong những nội dung mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập trong vấn đề chống lãng phí là bộ máy nhà nước quá cồng kềnh, kém hiệu quả, cần phải sắp xếp tinh gọn lại. Trên mạng xã hội, phản ứng của công luận bày tỏ sự đồng tình, nhưng nhiều ý kiến lại cho rằng ông Tô Lâm gần đây nói lời hay ý đẹp hơi bị nhiều, nhưng có thể nói mà không làm hay dở dang theo lối đánh trống bỏ rủi. Trước đây khoảng 25 năm, lãnh đạo Việt Nam cũng từng đề cập đến chuyện muôn thuở này, nhưng kết quả bộ máy nhà nước càng phình to hơn như cũ, cho nên đa số người dân đã không còn tin nữa. Đáng chú ý, không chỉ có Tổng Bí thư Tô Lâm là người đặt vấn đề mà cả Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đưa ra yêu cầu cần tinh gọn bộ máy của chính phủ. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 10 tháng 11 đưa tin thành lập ban chỉ đạo về tinh gọn bộ máy của chính phủ. Bản tin cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu thành lập thêm ban chỉ đạo tổ giúp việc để triển khai việc tinh gọn bộ máy của chính phủ theo nghị quyết của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, theo chỉ đạo vừa kể trên của ông Phạm Minh Chính thì đã trở thành câu chuyện đàm tiếu trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao muốn tinh gọn bộ máy mà ông Chính lại cho lập ra thêm các ban, các tổ chức chỉ đạo thì tinh gọn để làm gì? Đây là một sự chỉ đạo lợi bất cập hại và không hiệu quả của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Công luận thấy rằng với thực trạng vị trí công chức, viên chức đang có giá như hiện nay, một vị trí lao động công quét rác ở ngoài đường là người của nhà nước cũng cần phải có dây mờ rễ má đến một lãnh đạo nào đó, không ít thì nhiều cũng phải quà chạy trọt. Cho nên, việc tinh giảm sát nhập các đơn vị là một điều rất khó thực hiện, hay chỉ như việc bắt cóc bỏ đĩa. Ít lâu sau, bộ máy lại tự phỉnh to ra như trước đây. Theo giới chuyên gia, để có thực hiện nhanh chóng, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không cần tổ chức hội họp hay bàn bạc nhiều. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ra nghị quyết với nội dung chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ quản, cấp bộ hoặc tương đương tinh giảm đồng loạt 30% nhân sự hiện có. Đồng thời, sau một tháng, lập tức chính phủ cắt giảm 30% chi phí quản lý. Với phương thức tổ chức làm từ dưới lên trên, các đơn vị cơ sở chủ động bình chọn loại đủ 30% nhân sự hiện có, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, nếu không hoàn thành sẽ bị ra quyết định sa thải ngay lập tức. Ai hoàn thành vượt chỉ tiêu sẽ được khen thưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn, lập tức bộ máy nhà nước sẽ gọn nhẹ, trong sạch. Thế là một công được đôi ba việc.
đồng thời xem xét sáp nhập một số bộ, ngành và chức năng song trùng, đồng thời xóa bỏ các ban, hội đoàn và tổ chức quần chúng vô tích sự, chỉ để đến cấp huyện, cấp xã, phường và tương đương. Hệ thống tổ chức chính quyền Việt Nam hiện nay tồn tại song song hai bộ máy nhà nước của bộ máy đảng là câu chuyện đã được nói lên từ rất lâu. Việc làm tinh gọn bộ máy đảng và bộ máy chính quyền để chấm dứt tránh tình trạng cứ mỗi ban bệ của chính quyền thì đồng thời lại tồn tại một bộ máy của đảng với cùng nhiệm vụ và cùng chức năng. Vì Tổng Bí thư Tô Lâm là người khởi xướng chủ trương làm tinh gọn bộ máy của nhà nước, công luận thấy rằng ông Tô Lâm cần nêu gương giảm bớt biên chế trong ngành công an. Trên thực tế, sau Đại hội Đảng thứ 13, Bộ Công an Việt Nam đã được sắp xếp lại tổ chức, giải tán một số cục, tổng cục. Tuy nhiên, mới đây đã đẻ ra lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chính quy. Đây là điều không cần thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cần làm gì để bước đầu giảm 30% biên chế nhằm tinh gọn bộ máy nhà nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.